sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái mã sản phẩm, đó là cái kệ góc các bác nhé. Các bác lên cho em là kệ góc, con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó. Thì em lên mã cho các bác cái kệ góc các bác này. Đấy, một con kệ góc như này. Giá thì khá là tốt cho các bác luôn nhá. Giá khá là tốt cho bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 60k cho một con kệ góc như này thôi. Ở đây thì các bác sẽ được kèm một cái miếng dán để các bác về đây. Đó là cái miếng dán như này, về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em nhé. Cắt ra làm đôi, sau đó thì mình sẽ quặc vào bên này một chiếc này. Đấy, và cắt ra làm đôi bên mỗi bên một cái. Sau đó thì mình sẽ dán trực tiếp vào trên tường cho em. Dán trực tiếp trên tường cho em. Cái này nó có thể chịu được sức nặng 10 cân. Cho nên là thoải mái các bác sử dụng. Để mình để những cái đồ lặt vặt trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet mà không cần phải đục đẽo gì. Đấy, độ bám dính của nó khá là tốt luôn. Về nhà các bác dán vào góc tường là mình sử dụng thôi. Và giá thì chỉ có 60k thôi, 60k cho một cái kệ góc này thôi. Các bác lên cho em là kệ góc nhá. Đấy, lên cho em là kệ góc này. Đó. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá. Kệ góc giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một con kệ góc như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, giá khá là hợp lý các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là kệ góc, giá của nó sẽ là 60k. 60k các bác nhá. Đây các bác nhá. Đấy, về nhà các bác bóc ra sau đó thì mình dán vào là xong thôi. Đấy, rửa ráy nó cũng rất là dễ, các bác có thể mua một đôi để mình để những cái chai dầu gội đầu rồi sữa rửa mặt các thứ, nói chung là tất tuốt luôn. Đấy, mình để vào khá là đẹp các bạn và rất là vệ sinh. Đấy, về nhà thì cái móc nó sẽ là một cái mình cắt ra làm đôi các bạn nhé. Đấy, cắt ra làm đôi sau đó thì mình dán vào cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá các bạn nhá. Đó, kệ góc giá khá là tốt cho bác luôn. Đó. Rồi, ok, giá sẽ là 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đá vĩnh cửu, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng Đức xuất Nhật nhá. Đây, đấy, chữ Nhật thì có này, hàng Winling của Đức xuất Nhật. Một hộp này của nó thì bao gồm là 6 viên. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ là một cái dạng viên đá như này. Về nhà các bác bỏ vào vệ sinh, cho đó các bác bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh. Đấy, khi nào các bác dùng thì mình bỏ vào rượu, bia, nước ngọt, các thứ, uống không bị mất cái hương vị nguyên bản, mà nó vẫn không bị nhạt, mà nó vẫn có cái độ lạnh nhất định. Đấy, một viên này của nó thì một hộp này của nó là 6 viên. Đấy, lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu giá thì chỉ có cho các bác là 80k cho một hộp này thôi. 80k cho một hộp đá vĩnh cửu này thôi. Đây, em có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, về nhà các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh này. Đấy, sau đó các bác dùng để uống rượu, bia các thứ. Đấy, nó cũng khá là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, về nhà các bác bỏ vào ngăn đông tủ lạnh thôi. Thì mình cần mình uống rượu bia các thứ thì mình lôi ra. Đấy các bác nhá. Đấy, giỏ vào nó còn đông luôn này. Đấy, rất là tốt luôn, rất tiện dụng, dùng để uống rượu bia các thứ rất là thích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đấy, mình không phải dùng những cái đá nước kia, nó không vệ sinh. Đấy, cái này thì rất là vệ sinh luôn. Đó, lên mã giúp cho em là đá vĩnh cửu, giá sẽ là 80k cho một hộp 6 viên. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chai cái bộ nồi 6 món các bác nhá. Đấy, bộ nồi 5 món, các bác lên cho em là bộ nồi 5 món này. Đấy, đây là một cái bộ nồi giá cũng khá là hợp lý cho các bác luôn. Đó, một cái bộ nồi như này giá thì chỉ có hơn 100 cành một chút thôi. Đấy, lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Đấy, bộ nồi 5 món này. Bộ nồi 5 món. Giá sẽ là 140k nhá. 140k cho một cái bộ nồi 5 món như này. 140.000. Thì xem 140.000 thì các bác sẽ nhận được những cái gì thôi nhá. Đấy, nhận được những gì. Thì nói chung là nó cũng khá là hợp lý thôi các bác. Đó. Nó sẽ là combo 5 cái nồi để chồng vào nhau như này nhá. Để chồng nhau như này. Đó. Cái này thì nói chung là nó cũng tương đối, không dày không mỏng. Đấy, và nó sẽ chồng lên nhau lần lượt như này. Đấy, đầu tiên là một con to nhất. Con này thì con to nhất này, đường kính của nó sẽ là 24cm nhá. Đó. 24cm này. Con to nhất này đường kính của nó sẽ là 24cm, chiều cao thì vào khoảng là mười mấy cm gì đấy các nhá. Đấy. Đấy, nồi nào vung đấy nhá, nồi nào vung đấy. Tiếp theo là đến một con đường kính 18cm này. Con này đường kính 18cm các nhá. Đó. Con này đường kính 16cm này. Đấy.
con này đường kính đầu tiên là 24, sau đó là đến 22 này. Đây, con này là 22 này, con to nhất là 24, đến con này 22. Con này là 20 này. Con này 20 này, đấy, con này 18 này và con này 16 này. Đấy. Tức là nó sẽ có combo cho bác luôn và nồi nào vung đấy nhá. Đấy, nồi nào vung đấy như này. Đấy, nồi nào vung đấy như này, khá là tiện dụng luôn. Và nó sẽ thiết kế nó lệch nhau khoảng 2 số. Lệch nhau khoảng 2 số để các bác có thể để lọt vào nhau được. Đấy, cái bộ này thì khá là tiện. Giá thì chỉ có hơn 100.000 thôi. Các bác mua về để mình chế biến đồ ăn thực phẩm này, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Làm nem, làm nộm rồi đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Cái này thì nó cũng không phải là dày nhưng cũng không phải là mỏng. Nó cũng vừa xinh thôi. Vừa xinh để cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình thì khá là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái giá cực kỳ là ưu đãi cho bác luôn, cực kỳ ưu đãi luôn. Đó, giá chỉ có 140.000 cho một cái bộ đồ như này, 140k. Đấy, ưu điểm của con này thì nó có thể sắp gọn được, cho nên là khi các bác dùng nó khá là hợp lý. Mình không dùng nữa thì mình có thể cất đi. Đấy, cất đi và mình chồng vào nhau nó khá là gọn các bạn, chồng vào nhau khá là gọn đây. Đấy, khi các bác chế biến các bác cũng có thể để chồng trực tiếp lên nhau như này được này. Đấy, chồng trực tiếp lên nhau như này được các bác nhé. Hoặc là mình để lọt vào trong này luôn. Đấy, lọt vào trong này. Đó, nó khá là tiện luôn nhá. Đấy, nó chồng vào nhau được nhá, chồng vào nhau hết vào luôn, nó chỉ chồng vào nhau thì nó chỉ thành một cái nồi to thôi. Thì khi mình cất giữ nó cũng khá là tiện vệ sinh nhá. Giá thì khá hợp lý cho bác luôn. Lên cho em. Nó sẽ là có 5 cái nhá. Đấy, bộ nồi 5 món giá 140k. Rồi tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia chai xịt chống thấm nhá. Các bác lên cho em là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50k. Đó, xịt chống thấm này. Đó, xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50k trên một chai như này. Giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Con này thì nó cũng khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái dạng nano các bác nhá. Đấy, nano như này. Và các bác khi bác xịt thì lắc đều lên cho em, sau đó thì mình xịt lên cái bề mặt như này. Đấy, những cái phần này là các bác xịt vào này. Đấy. Đây các bác xịt vào đây cho em này. Đó. Đấy, các bác xịt vào đây. Đấy, thì khi mà mình xịt lại là nó sẽ ra những cái dạng cao su non như này, cao su non nano như này. Đấy, và nó sẽ thấm vào các cái phần vết nứt này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, nó thấm vào đây luôn này. Đấy, nó thấm, nó phủ hết đi luôn và nó che kín cho mình những vết nứt này luôn để nó chống thấm rột các nhá, chống thấm rột. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, 50k cho một chai xịt như này. Đó, và đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Mái tôn, mái ngói, mái xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng cùng các đồ vật khác. Những xịt chống thấm rột nano được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh và các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ. Rất là ok các bác nhá. Đó. Chống thấm rột trên mọi bề mặt chất liệu, hiệu quả lên đến 10 năm. Chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối, trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng cùng các đồ vật khác. Những xịt chống thấm rột nano được sản xuất theo tiêu chuẩn và công nghệ tiên tiến Nhật Bản. Thành phần cấu tạo của các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi trong mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh và các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ. Đấy, rất ok nhá. Lên cho em là xịt chống thấm, giá thì chỉ có 50k thôi. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa các bác nhá. Các bác lên cho em là ủng đi mưa. Con này thì nó cũng rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng. Đây, nó sẽ là một cái con ủng như này các bác này, một cái con ủng như này để các bác chuyên dùng để đi trong cái thời tiết ví dụ như là mưa hoặc là bị lầy lội là các bác dùng nó khá là ok và giá thì rất là hợp lý nhá. Lên cho em là ủng đi mưa, giá nó sẽ là 100k cho một đôi như này, 100k cho một đôi như này. Hàng cực kỳ dày dẫn, chắc chắn và khá là hợp lý. Con này là các bác dùng để đi trực tiếp hoặc là mình đi để bảo vệ những cái đôi giày, đôi dép của mình khi mà đi vào những cái nơi mà bị lội lặn là khá là ok luôn. Và giá thì cái shop đang gửi tới các bác một cái đôi ủng đi mưa như này, giá sẽ là 100k. Các bác lên cho em là ủng đi mưa nhá. Đấy, ủng đi mưa giá sẽ là 100k. Đó, ủng đi mưa này. Đó, ủng đi mưa giá sẽ là 100k nhá. 100k. 100k cho một đôi. Đây em sẽ có cái video thực tế về sản phẩm cho các bác xem luôn. Trời mưa ấy, giày này của mọi người khi bật thì vệ sinh rất là khó, giặt thì rất là nâu khô. Bây giờ mọi người nên dùng cho mình một cái ủng ấy.
khi mọi người dùng thì nó giúp bảo vệ giày chống nước. Đấy, rất là ngon luôn. 10 triệu ra. Đây chính là nồi ủng mà bọc bảo vệ đôi giày của mình khỏi những cơn mưa và những vũng nước đen ngòm. Ở video trước mình có trải nghiệm một bộ quần áo mưa nhưng mà thấy mọi người comment là con bộ này thì kiểu gì cũng vẫn xét giày. Thì đấy, mình đã phải tìm mua ngay một cái nồi ủng bọc giày nữa để hoàn thiện bộ outfit đi mưa của mình. Tất nhiên rồi, kiểu gì nó cũng sẽ có chống trượt và cái đôi này có size nên mọi người chọn size chính là nhá. Khóa này, chun này. Đấy, chống rất là tốt luôn đúng không? Lên mã giúp cho em là ủng đi mưa nhé. Giá thì sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cọ nồi nhé. Phát lên cho em là cọ nồi, giá sẽ là 15k một chiếc này thôi. Con này thì các bác có thể cho nước rửa bát vào đây. Đấy, khi nào mình dùng thì mình ấn nó ra. Đấy, cho nước rửa bát vào đây cho em nhé. Đậy nắp lại này. Khi nào dùng thì nhấn cái này, nó sẽ phọt ra để mình rửa rất là tiện dụng luôn. Đánh cọ cọ nồi niêu xong nồi khá là ok nhé. Giá thì chỉ có 15k cho một cái cọ nồi này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là cái keo dán đa năng nhé. Con này thì nó sẽ dán được mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. Đấy, bên em sẽ bán cho các bác với giá đó là 20k cho 3 típ như này nhé. 20k trên 3 lọ nhé. 20k trên 3 lọ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 20.000 trên 3 lọ này thôi. Đó. Xếp tiếp theo đó là cái đuôi lò xo nhé. Đuôi lò xo giá thì sẽ là 60.000. 60.000 cho một con đuôi lò xo như này. Đấy, ở đây của nó sẽ là một đuôi lò xo có thể điều chỉnh này, có dây dài khoảng trên 1 mét này, có cả kẹp bàn luôn và có cả công tắc như này. Nói chung là một con này thì giá khá là rẻ cho các bác nhá. Chả đi đâu mà mua được, các bác mua được một cái combo như này mà giá 60k các bạn. Đuôi lò xo giá sẽ là 60k các bác nhá. Rồi, ok. Có thể là di chuyển gấp được. Đấy, còn đèn học thì bên em đang có cái mã đèn học chống cận rồi. Đó. Con này thì nó có thể gấp và dịch chuyển như này các bác này. Đấy, gấp rồi xoay rồi đảo chiều các kiểu con là điều được luôn. Đó, nó rất là tiện dụng nhá. Khá là tiện dụng luôn. Sản phẩm thì sẽ là đựng trong hộp nhá. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cho em cái đế này vào là xong thôi. Còn nó gấp và hết rồi. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái đế và lắp bóng thôi. Một cái đèn như này thì các bác sẽ được tặng kèm thêm một quả bóng là 20, một quả bóng là 3W. Và con này của nó thì nó sẽ là công suất của nó thì đây. Đấy, nó sẽ có công suất thực tế đây các bác này. Đấy. Của nó sẽ là đuôi E27 này. Các bác sử dụng thì sử dụng cho em tầm khoảng là 40W là ok. Tầm khoảng 40W thôi nhá. Bóng khoảng 40W thôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Các bác lên cho em là đèn gấp nhá. Lên cho em là đèn gấp này. Đèn gấp nhá. Đó, đèn gấp. Giá của nó sẽ là 150k. 150k cho một con đèn gấp như này. 150.000 các bác nhá. Đấy. Gấp gọn như này các bác này. Và thực tế đây luôn. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn luôn. Có công tắc các bác nhá. Có công tắc như này. Đấy, có công tắc như này. Và con này thì nói chung là nó khá là dày dẫn và chắc chắn đấy các bác. Đấy. Rất dày dẫn chắc chắn luôn các bác xem này. Đó, đây. Đuôi bóng của nó đây, bóng của nó đây các bác nhá. Đó. Bóng đây và các cái chi tiết đây. Thân xương của nó rất chắc chắn này, các bác có thể gấp này. Đấy, bình thường là nó sẽ gấp gọn và nó bỏ vào hộp như này. Đấy, bỏ hộp này và nó bỏ cái đế này ra này, cái đế này thì về nhà các bác tự xoáy và nó rất là đơn giản thôi. Ngoài cái đế này thì nó sẽ có cho các bác là một cái đế kẹp. Một cái đế kẹp nhá. Đây, cái đế kẹp đây thì các bác có thể lắp quả bóng vào đây. Đấy, sau đó thì mình đây, các bác có thể lắp trực tiếp bóng vào đây này, sau đó thì mình sẽ kẹp vào bàn này. Đấy, bác nào không muốn để đế thì mình có thể kẹp vào bàn và mình vẫn xoay đảo bình thường thôi nhá, xoay đảo bình thường, nó khá là tiện dụng luôn. Đó, đây nó sẽ có cái đế kẹp bàn như này, các bác có thể là kẹp ngang hoặc kẹp dọc đều được hết nhá. Đấy, kẹp ngang kẹp dọc đều được hết tùy theo và xoay đi xoay lại khá là ok. Đó, rất là nhỏ gọn và tiện dụng luôn. Đấy, và đuôi của nó sẽ là đuôi E27, đuôi phổ thông nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là đèn gấp nhá. Đèn gấp giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên cho em là đèn gấp giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái khay hấp các bác nhá. Các bác lên cho em là khay hấp đây. Con này thì nó sẽ khá là tiện dụng cho bác luôn. Đây em đang đun đây các bác này. Đấy, đang đun đây. Đấy, sôi ngục luôn các bác này. Đấy, hơi của nó ra rất là nhiều luôn nhá. Nóng sôi ngục luôn đây các bác này. Một cái khay này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 2 tầng nhá, 2 tầng và sẽ có 4 cái khay inox như này. Đấy, em đang đun đây các bác này. Đấy. Nó sôi rất là mạnh luôn các bác nhá. Này, đấy. Nó sôi khá là mạnh luôn và rất là ok nhá. Đây. Các bác này, nó đang sôi đấy. Cái này các bác có thể nấu cơm này, rồi là hấp canh, hấp đồ ăn, hấp nước, hấp thức ăn đều ok hết nhá. Các bác có thể cho nhiều nước vào đây, cho nhiều nước cho lưng cái khay này cũng được. Đây. Cái này vẫn đang đun này các bác này. Các bác cảm giác nó đang sôi này các bác này. Các bác trông chưa? Đó, nó đang sôi đây. Đấy, nó đang sôi này, đang sôi ngục các bác này. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một cái mâm nhôm nhá, một cái mâm nhôm giống như cái nồi cơm điện thôi. Đấy. Và các bác có thể nấu cơm bình thường nhá. Mình cho gạo vào đây nhá, cho gạo cho nước vào đây các bác có thể nấu cơm bình thường cho em. Đấy.
nó sẽ có cho các bác là bốn cái khay như này các bác nhá, khá là tiện dụng luôn. Và các bác chỉ cần là trồng lên như này là xong này, trồng như này đó, sau đó thì mình sập nó vào này đấy, sau đó thì mình tiếp tục mình đậy cái này lên này đấy, đậy cái này lên sập nó vào đó, sập nó vào là mình sẽ xách như một cái cặp lồng bình thường này, dây điện đây này, các bác rút dây ra thì mình xách nó sẽ là một cái cặp lồng bình thường như này nhá, đó, một cái cặp lồng bình thường như này. Còn khi mình dùng thì mình có thể sử dụng để nó tính năng nó như một cái khay hấp khá là ok luôn đó, nhưng mà khay hấp khá là ok luôn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn đấy, rút điện ra rồi mà nó vẫn còn nóng, nó vẫn còn sôi đấy các bạn, vẫn còn sôi mạnh nhá, đấy, nó giữ nhiệt rất là tốt luôn đó. Lên cho em là khay hấp nhá, khay hấp giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000, các bác lên cho em là khay hấp nhá, đó, khay hấp này giá của nó sẽ là 180k cho con khay hấp như này nhá, các bác lên mã cho em là khay hấp giá sẽ là 180k đó. Tiếp theo thì hôm nay bên em thanh lý cho bác một số cái quả bóng điện đấy, bóng điện thì em không biết là nó lỗi ở đâu như nào, nhưng mà bên em thanh lý cho các bác đồng giá là 10.000 một quả này, 10.000 quả về các bác có thể sửa chữa hoặc là chế cháo linh tinh đấy, thì nó sẽ có cho các bác là quả 40W, 30W, 20W linh tinh, thì bên em cứ bán đồng giá là 20.000 một quả, 10.000 một quả, 10k trên một quả bóng thanh lý này. Thì các bác mua thì có thể là thêm vào đấy, mua thêm hàng vào đấy thì mình, bác nào có thể sửa chữa chế cháo được thì mình mua về để mình sửa chữa chế cháo đấy, không biết là nó long cái dây nào ra hay nó thế nào đấy, nhưng mà nó không lên thì về các bác có thể chế cháo nhá. Đó, giá thì bên shop thanh lý cho bác giá là 10k nhá, 10k cho một cái quả bóng điện này, về các bác có thể sửa nhá. Cái này em nói thẳng các bác là nó hỏng rồi đấy, còn nó không lên, gọi là nó không lên, còn về nhà các bác sửa chữa như nào thì tùy các bác đấy, cái này thì em cũng không biết, cũng không can thiệp đấy, đấy thì về nhà các bác sửa nào thì tùy các bác thôi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 một quả nhá, 10.000 một quả rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, giá của nó thì nó sẽ là 40k một chiếc này thôi, 40k một chiếc, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 đấy, 140 cm đấy, tức là 70 nhân 1m4. Con này thì nói chung là hàng thì khá là rẻ và chất lượng rồi, và giá rất tốt cho bác luôn đó. Đây các bạn này, đó, rất là to nha các bác nhá, con này rất là to luôn và nó khá là nhiều màu đấy, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đây các bạn này, đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá, mặt của nó bằng sợi bông nhá, sợi bông thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn, và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn đó, giá rất là tốt luôn này các bạn này. Đấy, khăn thì to dày đẹp, to dày đẹp chắc chắn, và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái khăn mà 40.000, bây giờ mình mua một cái khăn mặt bình thường bé tí thôi đã 15-20.000 rồi, mà đây cả một cái khăn tắm to bự như này giá chỉ có 40k. Giá này là giá thanh lý cho các bác thôi nhá, chứ còn bình thường là không có cái giá này đâu các bác nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc giá của nó sẽ là khăn tắm Hàn Quốc này, lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Đó, khăn tắm Hàn Quốc, khăn tắm Hàn Quốc đấy, giá của nó sẽ là 40k trên một chiếc này, kích thước của nó 70 nhân với lại 1m4, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn đó. Và nó sẽ có rất nhiều màu sắc đẹp coi nhá, đó thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây sạc béo nhá, các bác lên cho em là sạc béo này đấy. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả ấy luôn, có cho các bác là cả cái nó sẽ có cho các bác là cả cái đầu dây khá là to các bác này, đầu dây khá là to và có đèn báo nhá, ở đây nó sẽ có đèn báo cho các bác luôn, cho nên rất là tiện đấy. Hàng này thì các bác dùng không bao giờ lo bị đứt này đấy, không bao giờ lo bị đứt con này đấy, nó rất là dài và sâu cho nên là những cái đầu của nó toàn bằng thép rất chắc chắn nhá. Nó sẽ có 3 đầu cắm như này, dây dài khoảng là 1m trên 1m một chút nhá. Đấy, dây dài khoảng 1m1 các bạn, dây dài khoảng 1m1 khá là ok, đầu kết nối các thứ khá là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k. Các bác lên cho em là sạc béo nhá. Đấy, lên cho em là sạc béo này, sạc béo giá của nó sẽ là 60k cho cái dây sạc béo như này nhá. Đó, lên cho em là sạc béo giá của nó sẽ là 60k một chiếc. Đấy, lên cho em là sạc béo giá sẽ là 60k cho một con dây sạc như này, hàng siêu chất lượng và giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy, rất là ok nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thuốc trị hắc lào, long ben và nấm ngứa. Đó, con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy,
Đợt này thì về cho các bác cái giá tốt hơn một chút, giá của nó sẽ là 25k nhé, 25k cho một lọ như này. Đó, nó sẽ là thuộc cái dạng kem, bôi vào thì khá là thích luôn. Các bác bị hắc lào, long ben, nấm ngứa rồi nấm chân tay cái thứ bôi hết vào cho em là ok luôn. Đó, lên cho em là thuốc hắc lào nhé, hắc lào, long ben, nấm ngứa đều được hết, nhưng mà lên cho em là hắc lào nhé. Đó, lên cho em là hắc lào, giá thì sẽ là 25k. Đó, con này trước em đang bán là 30.000, đợt này về cho bác giá tốt hơn một chút, sẽ là 25.000 cho một lọ như này, 25.000 cho một lọ hắc lào như này. Đấy, hàng nội địa của Nhật, con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi. Đấy, bác nào bị hắc lào, long ben, nấm ngứa bôi cho em là khỏi hết luôn các bác nhá. Đó. Giá sẽ là các bệnh ngoài da, giá sẽ là 25k nhá. 25k. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây phơi các bác nhá. Đấy, dây phơi. Thì một cuộn này của nó thì chiều dài của nó sẽ là 5 m nhá. Chiều dài của nó sẽ là 5 m. Và nó khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng khi mình phơi phóng nhỉ. Đấy. Nó sẽ là một thuộc cái dạng sợi cước như này các bác này. Đấy, thuộc cái dạng sợi cước như này. Đấy, và khi các bác phơi quần áo thì mình sẽ quặc qua những cái phần này là bác không bao giờ nó bị dịch chuyển nhá. Đấy, nó sẽ cố định luôn. Các bác phơi đoạn nào nó sẽ cố định đoạn đấy. Bằng cước cực kỳ là dai luôn, chịu được mưa nắng. Nói chung là con này thì dùng rất là tiện các bạn, rất là tiện luôn, và giá thì chỉ có 20k thôi. Các bác có thể răng trong nhà, răng ngoài trời cũng rất là thoải mái. Lên cho em là có lên mã giúp cho em là dây phơi nhá. Đấy, dây phơi giá của nó sẽ là 20k. Đó, lên cho em là dây phơi này. Dây phơi. Giá của nó sẽ là 20k cho cái dây phơi như này. Giá của nó sẽ là 20.000 cho cái dây phơi như này nhá. 20k cho cái dây phơi như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì đây em có cái video thực tế cho các bác xem cái dây phơi luôn. Đây các bác nhá. Đó. Các bác chỉ cần răng ra này quạt quạt là xong rồi, nó khá là tiện dụng luôn. Đấy. Phơi thoải mái luôn. Mưa gió các thứ không lo với bong. Không dùng nữa thì mình có thể cất đi. Hàng siêu dai siêu chắc luôn, đánh đu thoải mái luôn các bác nhá. Phơi chịu được cân nặng cao luôn, cả chăn chiếc phơi lên rất là ok luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có 20k cho một quận như này thôi. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tăm thông minh các bác nhá, hộp tăm thông minh. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi các bác. Đấy, bán khá là nhiều rồi. Và giá thì rất là tốt, chỉ có 15k cho cái hộp tăm thông minh này thôi nhá. 15.000 một chiếc này. Đấy, về nhà thì các bác bỏ tăm vào đây, sau đó thì mình cứ bóp này nó nảy lên này. Em Mia chạy vào trong bàn lấy cho anh cái hộp tăm này. Ở trong bàn. Đấy, các bác bóp này nó sẽ lên này, bóp này nó sẽ lên này. Đấy, nó khá là tiện luôn. Đó thì các bác cứ cho tăm vào là ok thôi. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ nhá. Đấy. Các bác lên xem là hộp tăm thông minh, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 15k thôi. 15k cho một cái hộp tăm thông minh như này nhá. Lên xem là hộp tăm thông minh, giá sẽ là 15k. Đây. Đấy, đây là nhà em có đựng sẵn tăm rồi các bạn. Đấy. Đây không biết là còn tăm hay hết. Hết mất rồi các bác nhá. Đó, nhà em đây hết mất tăm rồi. Đây. Đấy, các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ lên này. Đấy, cái hộp này của em hết tăm rồi. Đấy, các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ lên thôi. Bóp này nó sẽ lên. Khá là ok nhá. Đấy, nó sẽ có một cái lò xo, một cái lẫy ở đây. Đấy, bóp nó sẽ đẩy lên như này các này. Đấy, đẩy lên này là mình lấy thôi. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em hộp tăm thông minh, giá sẽ là 15k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô máy rót rượu tự động nhá. Đấy. Máy rót rượu tự động này, hàng Việt Nam chất lượng cao, dung tích của nó sẽ là 1,2 lít nhá. Hàng có tên tuổi, có thương hiệu đàng hoàng. Đấy, bảo hành bảo tỏi luôn các bác, bảo hành các bác liên hệ trực tiếp với công ty để họ bảo hành cho các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có đang bán là 300, đợt này về cho bác giá chỉ còn 270.000 thôi. Khi các bác nhận được hàng thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Đấy. Một máy, một thân máy như này, một cái âu để đựng rượu và một cái âu nhựa để đựng đá, tức là nó chia ra làm 3 bộ phận nhá. Một thân máy này, đây là một thân máy này. Đây là cái âu để các bác đựng đá ở bên dưới này, và cái khay inox này để các bác đựng rượu ở bên trên này. Dung tích của nó là 1,2 lít nhá. Hai cái chén này là của nhà em các bác nhá. Hai chén này của nhà em bỏ vào để quay thử cho các bác xem thôi. Chứ trong nó không có chén đâu. Đấy. Còn lúc các bác đến này các bác lại bảo trong tôi nhìn thấy có hai cái chén nó mất công. Đó. Đây cái công tắc này các bác bật cái công tắc này lên này. Đấy. Các bác bật cái công tắc này lên này. Đấy. Sau đó thì các bác đặt cái này vào này, đặt cái này vào. Đó là nó sẽ chảy thôi, rất đơn giản vậy thôi nhá. Đó, tắt đi thì như này. Bật lên thì các bác bật lên. Thì khi bật lên thì các bác nhích cái mức độ lên một tí thì nó mới chảy được rượu nhá. Đây. Đấy, đặt vào là xong. Đó, rất là ok luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ rót rượu tự động như này, giá chỉ có cho các bác là 270.000 thôi. Bao ship tận nhà cho bác luôn, các bác đẩy cái lẫy này lên này. Đó, sau đó thì đặt cốc vào đây là rót này. Đó. Bằng nhau tam táp luôn, cứ đặt cốc vào đây là rót nhá. Đặt vào là rót này. Đó, đặt vào là rót luôn.
Các bác có thể tăng giảm lượng rượu ở phần này, các bác có thể tăng nhích ở đây, tăng nhích ở đây rất là tiện luôn nhá. Đó, các bác có thể tăng giảm đây, tăng giảm ở đây rất là tiện luôn. Các bác có thể rót một phát đầy cốc luôn được. Đó. Rót phát đầy cốc luôn được thì các bác đẩy cái mức này lên này. Đấy. Là đầy cốc luôn. Đó các bác thấy không? Đấy, đầy up luôn nhá. Đó, rất là ok. Giá thì chỉ có 270.000 thôi. Lên mã giúp cho anh em là máy rót rượu tự động nhá. Đó. Máy rót rượu tự động giá sẽ là 270.000 con máy rót rượu tự động như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là bàn chải Hàn. Con này thì bên shop bán theo combo cũng như là bán theo hộp. Một hộp này của nó thì sẽ là 101 à? Hả? Một hộp 30 cái nhá. Đấy, hộp này là 30 cái này. 30 cái sẽ là 110.000, 110k. Đó, 110.000 cho 30 cái như này. Còn các bác mua lẻ thì nó sẽ là 10.000 4 chiếc nhá. Đấy, 10.000 4 chiếc. 10.000 4 đúng không? Phương. 10.000 mấy cái nhỉ? Mua lẻ thì sẽ là 10 cái là 40.000 nhá, 10 cái là 40.000. Còn lẻ thì bên em bán là 10.000 3 cái, 10.000 3 cái đúng không? Ghi lên đi. Ghi lên phiếu lên trên đấy. Hai mươi nghìn bốn cái các bác nhá, tức là 10.000 hai cái, 20.000 là bốn cái, là bên em bán từ 20.000 trở lên. Đấy, bán từ 20.000 trở lên chứ không bán lẻ các bác nhá, không bán lẻ, tức là bán từ 20.000 trở lên. 20k là bốn cái nhá, đó, 20k bằng bốn cái này, đó, 20k bằng bốn cái. Và các bác mua 10 cái thì giá của nó sẽ là 40k, đó, 10 cái là bằng 40k, đó, 10 cái là bằng 40k. Còn các bác mua cả hộp 30 cái thì nó sẽ rẻ hơn một chút, cả hộp 30 cái. Bên shop để cho các bác cái giá chỉ có là 101 thôi. 101 các bác nhá. Đấy thì tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng. Nhưng bên em bán thấp nhất là 20.000 bốn cái chứ không bán lẻ nhá. Cái này nó quá rẻ rồi. Đấy, nếu bán lẻ thì gần như không có công luôn. Đó. Cho nên sẽ là bốn cái này. Bốn cái bằng 20k. Đó. 10 cái thì sẽ là bằng 40k. Đấy, mua càng nhiều thì càng rẻ luôn. Đó. Và 30 cái thì giá của nó sẽ là bằng 110k. Đấy, các bác có thể lấy cả hộp luôn. Đấy. 30 cái là cả hộp nhá, cả hộp là 30 cái, cả hộp 30 cái bằng 110.000. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái viên thả bồn cầu nhá. Đấy, có lên trên là túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu này thì một túi bao gồm là 10 viên. Thì cứ một tháng hơn một tháng các bác thả cho em một viên vào cái bồn cầu nhà mình thôi. Đấy là nước nó ra màu xanh. Thì con này trách nhiệm của nó sẽ là thứ nhất là tẩy sạch này, thứ hai là diệt khuẩn này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, tẩy sạch này. Đấy, tẩy sạch này cộng với lại diệt khuẩn này. Đấy, cộng với diệt khuẩn và cộng với lại thơm. Đấy, cộng với thơm. Và 10 viên, giá thì chỉ có 15k thôi. 15k cho một túi 15 viên nha, 15k trên một túi. Lên cho em là túi thả bồn cầu 15k một túi này nhá. 15k trên một túi này. Đấy, sạch thơm diệt khuẩn các sạch thơm diệt khuẩn các kiểu con là điểu luôn. Đó. Giá thì chỉ có 15k thôi. Rồi, ok. Tiếp theo trong ngày hôm nay đó là em lên cho bác cái đèn ngủ cảm ứng nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dạng đặc biệt, các bác có thể cắm vào ổ USB hoặc là cắm vào trong các cái phần các cái cục sạc tích điện hoặc là cắm vào động được, hoặc là cắm vào đây. Con này nó có thể ngót nghéo này rất là tiện nhá và có các cái chức năng cơ bản. Đây. Đấy, Wi-Fi này và Bluetooth các kiểu con này điệu luôn. Đấy, cắm ổ USB như này. Đấy, con này rất là đẹp, em sẽ cắm thử cho bác xem luôn. Đây nhá, khi các bác cắm vào cái ổ USB là nó sẽ lên như này các bác này. Đấy, lên như này. Đấy. Và con này thì nó sẽ là cảm biến. Có người đi, có người đến nơi thì nó sẽ sáng và không có người đến nó sẽ tắt nhá. Đấy. Và nó còn điều khiển qua giọng nói được nữa cơ. Đấy, thì cái này về nhà các bác kết nối vào điện thoại để điều khiển qua giọng nói ông nhức như nào thì cái này em cũng không biết đâu. Về nhà các bác tự các bác kết nối và các bác điều khiển thôi. Đó. Đấy. Tắt bật này. Đấy, rồi là điều khiển qua giọng nói các kiểu luôn và cảm biến nhá. Đấy, thì con này các bác dùng làm đèn ngủ này, rất là ngon lành luôn, có thể dùng làm đèn ngủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k, 70k nhá. Lên cho em là các bác lên cho em là đèn ngủ giọng nói nhá, đèn ngủ giọng nói, giá của nó sẽ là 70k. Đó. Còn cái này về các bác có điều khiển hay không thì tùy các bác thôi. Đấy. Còn trong tính năng của nó là có giọng nói đấy, đèn ngủ giọng nói nhá. Đó. Đèn ngủ giọng nói giá của nó sẽ là 70k một chiếc này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn.
đây con điều khiển bằng giọng nói, bật đèn sáng hơn, thay đổi màu sắc, bật đèn tăng độ sáng, giảm độ sáng, bật đèn tắt đèn, bật đèn tăng độ sáng, giảm độ sáng, bật đèn tăng độ sáng, giảm độ sáng, bật đèn tắt đèn. Đó thì về nhà các bác lên trên mạng các bác tìm hiểu, các bác điều khiển giúp cho em nhé. Đó, bật đèn này, tắt đèn này, tăng độ sáng, giảm độ sáng rồi các kiểu con là điều luôn nhá. Lên cho em là đèn ngủ giọng nói, giá của nó sẽ là 70k một chiếc này nhá. 70k cho một chiếc như này. Đó. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó. 70k cho một con đèn ngủ giọng nói như này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá, kính lúp. Giá thì cực kỳ tốt, lô này về thì giá chỉ có 60k thôi. Các bác lên cho em là kính lúp nhá. Giá sẽ là 60k cho một chiếc như này. 60k cho một chiếc kính lúp như này các bác này. Đó, đây. Đây các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đó, đây các bác này. Đấy, càng cho xa thì nó lại càng phóng to, càng gần thì nó càng nhỏ nhá. Đó. Em đã giúp cho em là kính lúp nhá. Đấy, kính lúp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kính lúp như này. Con này nó sẽ có hai mặt kính luôn, một bên là kính bé nữa. Hai mặt nha, mỗi mặt thì biên độ khác nhau nhá, kính bé nhá. Và ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái đế lắp pin như này, sẽ bao gồm 3 quả pin con thỏ nhỏ các bác lắp vào để các bác bật đèn. Đấy, có cả đèn bật luôn. Cái này thì bên em bán là giá là 60k không kèm pin. Các bác lên cho em là kính lúp nhá, kính lúp. Giá sẽ là 60k không kèm pin nhá. Đó. Lên cho em là kính lúp này. Đó. Kính lúp nhá, kính lúp. Giá sẽ là 60k không kèm pin nhá, 60.000 một chiếc không kèm pin. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi đồng tăng áp nhá. Con này thì nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Con này thì lô này về thì nó sẽ không có đầu kết nối đâu nhá, chỉ có vòi không như này thôi các bạn. Đấy, chỉ có vòi không như này thôi. Đấy, tất cả cái phần kết nối này bằng đồng hết này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Đấy. Các bạn lên cho em là vòi tăng áp cũng được, không cần phải đồng nữa. Lên cho em là vòi tăng áp. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k một con vòi tăng áp như này. Đấy, lên cho em là vòi tăng áp nhá, vòi tăng áp. Thôi. Các bác cứ lên đúng tên cho em đi, vòi đồng tăng áp nhá. Đó. Vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k. Đó, vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k một chiếc vòi đồng tăng áp như này. Đó, giá của nó sẽ là 50k. Con này thì khá là tiện để cho các bác sử dụng luôn. Đó. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k, tăng áp lực nước rất là tốt. Đây các bác này. Đấy. Nó giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn nhá. Đó, đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Tăng áp lực nước rất là mạnh luôn. Đấy. Có thể điều chỉnh để xịt rửa xe, máy, ô tô rồi các loại luôn. Đấy, chỉ cần sập vào như này là xong. Đó. Lô này bên em về thì nó chỉ có vòi không thôi nhá, không có các cái phụ kiện đi kèm đâu. Đó. Giá thì vẫn như vậy thôi, chỉ có 50k một cái vòi tăng áp thôi các bác nhá. Lên cho em là vòi tăng áp giá sẽ là 50k nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái keo vàng các bác này. Keo vàng con này thì nó sẽ là hàng đa di năng này. Dán đồ trang sức này, dán gạch men này, dán bàn ghế này, dán quần áo này, rồi dán cốc, đồ sành sứ đều ok hết nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 20k trên 3 típ nhá, 20k trên 3 lọ nhá, 20k trên 3 lọ như này. Đấy. Bên em bán từ 3 lọ trở lên nhá. Đấy, bán từ 3 lọ trở lên. Đó. 20k trên 3 lọ nhá, 3 lọ. 3 lọ 20.000. Nói chung là giá này thì quá là hạt rẻ rồi. Về nhà các bác có thể dán quần áo, dán bàn ghế, dán gạch men, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đây, đồ sành, đồ sứ dán được hết nhá. Đấy, đồ da, đồ riếc dán được hết luôn. 20.000 trên 3 lọ. Rồi, ok. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái chai xịt inox nhá, chai xịt inox. Con này thì nó khá là tiện dụng và ứng dụng thực tế luôn. Đấy. Dòng này thì nó sẽ là xịt inox để chống hoen gì, chống các kiểu con là điểu luôn nhá. Đây. Đấy, ví dụ như là các cái bề mặt nó bị rỉ sét hoặc là nó bị thế này thế nọ thì các bác xịt vào cho em này. Đây, đấy, đấy, đây, coi nhá. Nó sẽ là một dạng sơn inox như này. Thực ra con này xịt thì nó cực kỳ là da luôn các bạn. Đấy, xịt nó rất là da đấy. Em đấy, em xịt có một tí mà nó đã phủ hết cái bề mặt rồi. Nó sẽ chống cho các bác là rỉ sét, ăn mòn các kiểu con là điểu luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái chai như này, giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em là xịt inox nhá. Đấy, lên cho em là xịt inox. Giá sẽ là 80k.
Các bác lên cho em là xịt inox nhá. Đó, xịt inox giá thì sẽ là 80k trên một bình như này. 80k trên bình xịt inox như này nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 80.000 trên bình xịt inox như này. Con này dung tích của nó sẽ là 350ml nhá, 350ml các bạn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết các bạn. Đấy, bộ này thì bao gồm cho các bác là 12 chi tiết. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Và giá thì nói chung là nó cũng là giá bình dân thôi. Đó, hàng thì hàng cao cấp nhưng mà giá thì lại giá rất là bình dân. Đấy. Các bác nghe cái tiếng thép nó kêu là các bác đã biết rồi. Đó. Hàng thì cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Một bộ này có cả tay công, tay nối dài này, đầu khẩu nó đàng hoàng nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Giá chỉ có cho các bác là đây, tay xoay nhanh đảo chiều các kiểu con là điểu luôn. Đây các bác này, rất là ngon luôn nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác 160.000 cho một cái bộ khẩu như này các bác này. Đấy, 160.000 thôi. Giá quá là hạt rẻ cho bác luôn. Giá quá hạt rẻ luôn các bác nhá. Nó rất là ngon. Đây các bác theo. Rất là ngon luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Bộ khẩu 12 chi tiết. Đấy. Đầu công nối ước đầy đủ cho bác như này, 12 chi tiết như này. Nó rất là ngon luôn. Đây. Đấy, khẩu của nó sẽ là từ 8 đến 24 nhá, từ 8 đến 24. Đấy, đầu từ 8 đến 24 là đầu rất là phổ thông rồi. Các bác dùng sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Hoặc là anh em làm thợ làm nghề, nói chung là cái bộ này thì các bác nên mua. Đấy, đã là trong nhà phải có một cái bộ khẩu như này để mình sửa chữa lặt vặt rất là ok. Đấy. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Lên theo là bộ khẩu 12 chi tiết nhá, bộ khẩu 12 chi tiết. Bộ khẩu 12 chi tiết này, bộ khẩu 12 chi tiết giá thì sẽ là 160k thôi. 160k cho cái bộ khẩu 12 chi tiết này thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, đây các bác này. Đấy, cái sơn inox xịt vào phát là nó giữ bóng luôn nhá. Đấy, giữ bóng với bề mặt luôn, giúp cho các bác khỏi bị rỉ sét, khỏi bị ăn mòn rất là tốt luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì lên cho bác sản phẩm đó là cái khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, khay inox siêu mỏng. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 khay nhá, 5 khay. Đấy. Đấy. 5 khay inox siêu mỏng quá. Đó, bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng siêu mỏng thôi chứ không phải là dày đâu các nhá. Đấy. Nói là siêu mỏng nhưng nó cũng vừa phải, không đến nỗi. Giá thì chỉ có 70k thôi. Lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng này. Bộ 5 lên cho em là 5 lên cho em là khay inox siêu mỏng thôi. Khay inox siêu mỏng nhá, khay inox siêu mỏng. Đấy. Siêu mỏng giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Lên cho là khay inox siêu mỏng này các bạn. Đó. Con này thì nói chung là dùng cũng rất là ok. Kích thước của nó thì nó sẽ là từ 18 đến 10 nhá, từ 18 đến 10. Đấy đây. Các bác có thể đậy nắp lên như này để dùng để mình đựng những cái đồ ăn lặt vặt trong gia đình, đồ ăn thừa hoặc là chế biến thực phẩm thức ăn thì mình đựng để mình đậy vào. Đấy. Bộ của nó thì 5 khay nhá. Đấy, 5 chiếc. 5 chiếc từ 10 đến 18. Đấy, 5 cái các bạn, 5 cái từ 10 đến 18. Đây. 1 2 3 4 5, 5 cái. Kích thước của nó sẽ là từ 10 đến 18 nhá. Một cái bộ 5 khay inox như này. Giá thì coi lên trên là khay inox siêu mỏng nhá. Giá chỉ có 70k cho 5 chiếc như này thôi. Đấy thì nói chung là gọi nó là siêu mỏng chứ còn nó cũng không đến nỗi đâu. Các bác dùng nó cũng khá là ok thôi. Khá là ok, dùng để đựng thực phẩm, thức ăn rất là ok nhá. Đấy. Lên cho em là khay inox siêu mỏng nhá, khay inox siêu mỏng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k cho khay inox siêu mỏng này. Đó, rồi, ok. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái các bác lên mã giúp cho em là vòi cái này lên là vòi tròn à? Các bác lên cho em là vòi tròn nhá. Đấy, con này thì nó chuyên dùng cho chậu rửa mặt. Đấy, chậu rửa mặt các bạn. Đó. Thì các bác lên cho em là vòi tròn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000. Đó. Con này bằng của nó là bằng kết nối đuôi này của nó bằng đồng hết. Rất là ngon lành chắc chắn luôn. Đó. Đây. Cái phần kết nối của nó rất là ngon nhá. Đó, đây. Đầu xả nước của nó này. Rất ngon lành luôn. Đấy, lên cho em là vòi tròn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là đây, các cái đầu phần kết nối của nó cực kỳ là ngon luôn, đều bằng đồng hết nhá. Giòn giết các thứ đàng hoàng. Đấy. Rất chuẩn chỉ và ngon lành nhá. Đây, các bạn này. Đó, rất chuẩn chỉ và ngon lành luôn. Đây. Đấy, kết nối của nó rất tuyệt vời luôn các nhá. Siêu đẹp luôn. Đấy, các bạn theo. Đây. Có tặng kèm các bác cả dây nóng lạnh luôn, có tặng kèm các bác cả dây nóng lạnh luôn. Đây. Một con đầu vòi như này. Con này nếu các bác ra cửa hàng mà mua nhá thì họ sẽ bán cho các bác khoảng là
5 đến 700 nghìn, 5 đến 700 nghìn các bác nhá. Đó, nhưng mà riêng hôm nay thì bên shop Phạm Huấn gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan có nhá, Osaka Japan đây các bác quan sát này, Osaka Japan nhá, hàng sáng bóng đẹp luôn, soi gương được luôn không nhá. Đấy, soi gương được luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa, rất đẹp luôn, bằng inox mạ chrome cực kỳ đẹp luôn. Cái phần đế này bằng đồng nhá, chống rỉ cho các bác nhá. Đó, giá thì sẽ là 330 nghìn. Các bác lên mã giúp cho em là vòi tròn nhá. Đấy, vòi tròn giá của nó sẽ là 330k. Đấy, 330k và bao ship cho bác luôn. Đó, con này thì nói chung là cực kỳ là chất lượng cho bác rồi. Đấy, nguyên cái hộp đựng của nó cũng chất lượng các bác nhá. Đó, lên cho em là vòi tròn nhá. Đó, các bác lên cho em là vòi tròn nhá. Vòi tròn này giá của nó sẽ là 330k, 330k và bao ship nhá, 330k bao ship cho cái mã vòi tròn như này, vòi tròn 330.000 bao ship nhá. Tiếp theo thì bên shop cũng có cái mã đó là vòi vuông nhá, vòi vuông giá của nó sẽ là 350.000. đấy, vòi vuông này, vòi vuông giá của nó sẽ là 350k cho con vòi vuông như này. Đấy, thì con hình vuông này thì nó sẽ là bằng inox M, còn con kia thì nó sẽ là inox mạ chrome, còn con này thì nó sẽ là bằng inox M, thì con này nó sẽ dày dẫn và chắc chắn hơn một chút nữa. Đấy, đây con này. Đấy, cũng hàng của thương hiệu Osaka Japan nhá. Đấy, và rất là chắc chắn luôn. Đây, ở đây thì nó có gioăng giếc đầy đủ cho bác luôn, có gioăng giếc để các bác kết nối đầy đủ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là, lên mã giúp cho em là, đây xoáy vào đây các bác này. Đấy, con này thì tất cả các phần kết nối của nó đều bằng inox hết nhá. Đấy, inox hết, có gioăng giếc các thứ đàng hoàng cho các bác luôn. Đấy, có gioăng giếc đàng hoàng có nhá. Đó, đây có lên cho em là vòi vuông nhá, vòi vuông giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con vòi vuông như này, giá của nó sẽ là 350.000. đấy, cũng có hai đầu nước, hai nguồn nước nóng lạnh luôn, có hai nguồn nước nóng lạnh luôn nhá. Đấy, có hai nguồn nước nóng lạnh này, Osaka Japan nhá. Đấy, có hai nguồn nước nóng lạnh rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, đây đầu ra nước nóng lạnh các bác này. Đấy, cũng có tặng kèm các bác cả dây nguồn kết nối luôn nhá, có cả dây nguồn kết nối cho bác luôn. Hàng thì nó sẽ là bằng inox M, có nhá, inox M đây, có dây nguồn kết nối các này, dây nguồn thì cũng có dây nguồn nóng lạnh luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một bộ như này, giá của nó sẽ là 350.000, lên cho là vòi vuông 350.000. con này nếu các bác ra cửa hàng mua thì họ sẽ bán cho các bác khoảng 700-800 nhá, 700-800 nghìn. Đấy, nhưng mà hôm nay bên shop bán cho bác giá chỉ có 350.000 thôi. Đó, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là vòi, lên mã giúp cho em là vòi vuông nhá, vòi vuông. Đấy, thì bên shop có hai mẫu vòi vuông và vòi tròn, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, giá thì cũng cực kỳ là đảm bảo cho các bác luôn. Đó, vòi vuông, vòi tròn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dạng vòi chậu rửa này. Vòi chậu rửa thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, đây các bác lên xem là vòi chậu rửa này, vòi chậu rửa thì nó sẽ có hai mẫu như này. Đấy, đầu tiên là mẫu, cái mẫu này thì nó sẽ là, các bác lên xem là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa cứng, cái này thì nó sẽ cứng như này, nó không uốn dẻo được. Đấy, còn em có các loại vòi tay đen thì nó có thể uốn dẻo được. Cái này các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng, vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, đây con này thì cũng chuyên để lắp vào chậu rửa, và nó cũng có các cái phần đầu để kết nối đây, có đầu kết nối này, có tặng kèm các bác một cái cặp dây này, bao gồm một con nóng, một con lạnh này. Và giá của nó thì cái con vòi chậu rửa này, vòi chậu rửa cứng này thì giá của nó sẽ là 250.000 nhé. Đấy, các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng này, vòi chậu rửa cứng giá của nó sẽ là 250.000. vòi chậu rửa này, vòi chậu rửa cứng nhá, chậu rửa cứng giá của nó sẽ là 250k và bao ship nhá. Đấy, con này thì nó cũng sẽ nặng khoảng 1 cân. Đấy, bình thường nếu các bác ra cửa hàng mà mua một cái vòi như này thì giá của nó sẽ đâu đó vào khoảng là 500-700 nghìn nhá. Đấy, chỗ nào họ bán rẻ thì cũng phải là 400 nghìn cho một cái vòi như này. Đó, còn đây bên shop Phạm Huấn bán cho các bác giá cực tốt luôn, chỉ có 250.000 mà lại hàng của Nhật nhá, Osaka Japan như này. Đấy, inox 304 không bắt 500 cho bác nhá, cho nên là các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn. Đó, giá thì chỉ có 250k bao ship tận nhà luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
Các bác nên mang giúp cho em là vòi chậu rửa mềm nhé, vòi chậu rửa mềm. Đấy, nó có hai loại, một loại cứng, một loại mềm. Đấy. Thì cái này các bác lên mã giúp cho em là con này thì các bác lên cho em là vòi tay đen nhé, vòi tay đen. Đấy, cái tay nó màu đen như này. Đấy. Vòi tay đen. Đây, tay nó màu đen như này nhá. Lên cho em là vòi tay đen ngót nghéo này. Đấy. Con này của nó thì nó sẽ là dạng ngót nghéo được các bạn, ngót nghéo được như này. Và cái tay nó màu đen như này nhá. Đấy, tay nó màu đen như này. Tay nắm nó tay gạt nước màu đen như này. Cho nên các bác lên cho em là vòi tay đen nhá. Con này thì giá sẽ là 300 350 330.000 và bao ship nhá. Ở đây thì khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này, một cái phần kết nối. Con này thì nó sẽ là hàng cao cấp hơn cho nên là cái đầu kết nối của nó thì bằng đồng hết này. Đấy, có gioăng giếc đàng hoàng. Đầu kết nối gen kết nối bằng đồng hết. Đấy, nó sẽ cao cấp hơn một chút so với con kia nhá. Đấy. Tiền nào của đấy không? Nó sẽ cao. Đấy, hàng đắt tiền hơn thì nó sẽ cao cấp hơn một chút đấy. Các bác xoáy vào đây này. Đấy, kết nối vào đây chị ạ. Đó. Kết nối vào đây. Cái này thì nói chung là thợ thì họ sẽ biết rồi. Các bác cứ đưa cho thợ là họ lắp đặt là họ sẽ biết các bác nhá. Đó, nó cũng đơn giản thôi. Đấy, kết nối vào đây này. Đó. Con này thì ưu điểm của nó sẽ có thể ngót nghéo được các bác nhá. Ngót nghéo được. Để các bác đưa vào các cái vị trí chậu rửa rồi. Và con này thì nó sẽ có đảo chiều như này. Để các bác dùng vòi hoa sen hoặc là vòi một ống nhá. Đấy, và đây của nó sẽ có là có nguồn cấp nguồn cho các bác luôn. Đấy, hai dây nguồn luôn. Thì các bác này lên các mã này các bác lên cho em là vòi tay đen. Vòi tay đen. Vòi tay đen mềm nhá. Đấy, nó có thể ngót nghéo được mà. Cho nên bên em gọi là vòi tay đen mềm. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 330k và bao ship cho cái vòi tay đen mềm này nhá. Đó, 330.000 và bao ship cho cái vòi tay đen mềm như này. Đấy. Lên cho em là vòi tay đen. Vòi tay đen mềm nhá. Đấy, vòi tay đen mềm. Ha. Rồi. Các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá. Đấy, tại vì cái này nó có thể ngót nghéo được mà. Đấy, vòi tay đen mềm. Giá sẽ là 330.000 và bao ship. Đấy, còn cái kia thì các bác lên cho em là vòi chậu rửa cứng. Đấy, nó là cũng là chậu rửa cả thôi nhưng mà nó sẽ có tên riêng để cho các bác dễ phân biệt nhé. Đó. Giá thì lên cho em là vòi tay đen cũng được, giá là 330.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu tiếp theo, đó là cái mẫu củ nóng lạnh nhé. Qua lên cho em là củ nóng lạnh. Đấy, đây nó sẽ là một cái dạng củ sen và nó sẽ có cho các bác là hai nguồn nước, một nguồn nóng và một nguồn lạnh. Đây, đây các bác nhá. Đó, đây. Con này thì khá là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng rất hợp lý, chỉ có 450.000 thôi. 450.000. Đây. Đẹp chưa các bác? Tuyệt vời luôn. Con này mà các bác mà ra cửa hàng mà mua thì nó không bán cho các bác dưới khoảng 700-800. 700-800 cho một con củ nóng lạnh như này nhá. Con này thì về các bác sẽ kết nối vào cái đầu của cái dạng như là cái ống nước đã chờ sẵn này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có tặng kèm các bác cái phụ kiện luôn, có tặng kèm các bác cái phụ kiện như này nhá. Đấy. Hàng đồng thau nguyên chất các bác này, đồng thau nguyên chất luôn. Đây. Hàng thương hiệu Osaka Japan nhé, có tặng kèm phụ kiện luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái nguồn nước xả và một nguồn nước để các bác một cái đầu ra này để các bác lắp cho em cái vòi hoa sen vào đây, lắp cái vòi sen vào đây nhá, để mình dùng để mình tắm rửa này. Đấy, lắp vòi sen dùng để tắm rửa. Đó, đây. Rất đẹp luôn các bạn. Hàng inox 304 mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Đây các bạn này. Đấy. Bên trong các phần kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá. Sáng soi gương được luôn các bạn. Rất là đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ như này. Giá của nó sẽ là 450.000. Các bác lên cho em là củ nóng lạnh nhá, lên cho em là củ nóng lạnh, giá của nó sẽ là 450k cho cái củ nóng lạnh như này. Đấy. Lên đúng tên cho em nhá. Đấy. Coi lên cho em là củ nóng lạnh, giá của nó sẽ là 450k nhá. Củ nóng lạnh này, 450k cho một cái bộ củ nóng lạnh như này và bao ship đến tận nhà nhá. Củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Ngoài ra thì bên shop có cái vòi, nó sẽ tên nó là vòi lavabo nhá, vòi lavabo. Thì nó cũng lắp vào chậu rửa nhưng con này thì nó chỉ có cũng dùng để các bác có thể lắp chậu rửa hoặc là lắp nhà tắm nhưng mà nó chỉ có một đầu nước ra thôi. Đây. Đấy, nó sẽ như này các bác này, một đầu nước ra như này. Và con này thì nó sẽ không có phụ kiện đâu nhá, nó chỉ có đơn giản như này thôi.
đơn giản như này thôi. Con này thì các bác chuyên để lắp vào chậu rửa đây, chậu rửa mặt các thứ này. Đấy. Và con này thì nó cũng có hình như là nó cũng có hai nguồn nước nóng lạnh luôn đó nhá. Đấy, nó cũng có ra hai đường nước nóng lạnh luôn, một bên nóng và một bên lạnh như này. Đấy. Đây, đây nó cũng có báo nóng lạnh thôi. Đấy, có báo nóng lạnh luôn. Cũng có hai bên nóng lạnh như này. Đấy, Osaka Japan hàng cực kỳ chất lượng luôn. Các cái phần kết nối của nó đều bằng đồng hết nhá, đều bằng đồng hết như này. Đó. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là vòi. Con này các bác lên mã giúp cho em là vòi lavabo nhá, vòi lavabo. Giá của nó sẽ là 430.000 cho một con vòi lavabo như này. Con này của nó thì nó sẽ không có ấy đâu các bác nhá, không có phụ kiện đâu. Đấy. Vòi lavabo giá sẽ là 430.000. Đấy. Qua lên cho em là vòi lavabo nhá, vòi lavabo. Đấy. Vòi lavabo giá của nó sẽ là 430k. Đấy. Cái này thì không có phụ kiện nhá. Đấy. Không có phụ kiện nhá. Đấy, không có phụ kiện đâu nhá. Cái này thì không có phụ kiện đâu. Đó, 430.000. Đấy, 430.000, không có phụ kiện đâu nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng không có phụ kiện thôi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái vòi, một cái loại vòi đây. Đấy, đó là vòi sen lạnh nhá các bác. Cái này có phải vòi sen lạnh, sen lạnh không? Sen đơn hay sen lạnh? Cái sen đơn thì đúng không? Cái này này. Trong cái tủ luôn. Ừ. Sen đơn. Các bác lên mã cho em là vòi sen đơn nhá, vòi sen đơn. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nước và các bác có thể lắp một cái vòi hoa sen vào đây để mình tắm được, để mình tắm được đấy. Thì nó sẽ là vừa xả nước vừa lắp vòi hoa sen được luôn. Đó, nó cũng rất là đa di năng như này. Lên mã giúp cho anh em là vòi sen đơn nhá, vòi sen đơn. Giá của nó sẽ là 190.000. Đây, gen của nó đây. Các bác kết nối với các cái nguồn nước bình thường này. Sau đó thì nó chia ra làm hai nguồn nước nhá. Nguồn này thì vẫn xả sử dụng bình thường và nguồn này thì các bác lắp cho em cái sen tắm vào đây để các bác sử dụng, nhưng mà nó con này nó chỉ dùng nước lạnh thôi. Đấy, lên cho em là vòi sen đơn nhá, vòi sen đơn. Đấy, lên cho em là sen đơn. Giá của nó sẽ là 190.000. Đấy. 190k nhá. Các bác lên cho em là sen đơn này. Đấy. Sen đơn. Sen đơn nhá. Giá của nó sẽ là 190k cho cái sen đơn như này. 190k nhá. Đấy, 190.000. Đấy. Lên cho em là sen đơn. Giá của nó sẽ là 190k cho con sen đơn như này các bác nhá. Đó. Giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Đấy. Hàng thì rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Hàng rất tuyệt vời luôn. 190.000 các bạn. Con này các bác dùng thì thôi rồi luôn. Đấy, inox 304, mạ chrome sáng bóng nhá. Rất đẹp luôn. Giá thì cực kỳ là tốt nhá. Đấy, lên cho em là sen đơn nhá. Giá của nó sẽ là 190k. Đấy, vòi sen đơn. Rồi ok. Nhá, qua lên cho em là sen inox. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là một sen inox như này. Hàng của thương hiệu Osaka Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Osaka Japan nhá. Đó, một sen này kèm theo dây 1,5 m này. Đấy, dây 1,5 m nhá. Và cái này thì nó sẽ có cả giá đỡ cho bác luôn. Một sen kèm theo dây và giá đỡ như này. Dây của nó là dây cực kỳ dài luôn. Dây dài 1,5 m và chống rối nhá. Đấy, dây dài 1,5 m chống rối cho bác luôn. Về nhà các bác chỉ cần là xoáy kết nối vào đây cho em. Đó. Xoáy kết nối vào đây cho em nhá. Đó, đây. Kết nối vào đây cho em này. Đó. Con này thì nó sẽ có cả giá đỡ cho bác luôn. Một cái bộ bát sen bằng inox như này thì các bác dùng vĩnh cửu luôn. Đó, bằng inox 304 nhá. Đây, su 304 này, không bắt nam châm. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho bác luôn. Đấy. Chọn bộ sản phẩm như này sẽ bao gồm cho các bác là một dây dài 1,5 m này. Dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối dài 1,5 m kèm theo một bát sen như này, cộng thêm cho các bác một giá đỡ và ốc vít luôn. Đấy, cả giá đỡ và cả ốc vít cho các bác luôn. Đấy, chọn bộ luôn, cả giá đỡ cả ốc vít như này. Nguyên cái giá đỡ này của nó cũng rất là nặng luôn, hàng cực kỳ cầm chắc tay nhá. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ bát sen inox nhá, bộ bát sen inox như này. Đó, lên cho em là bát sen inox nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 110k. Đó, đây, chọn bộ cho bác này. Cả ốc vít này, cả giá đỡ này, cả ốc vít, cả giá đỡ và cả bát như này. Đó. Lên cho em là bát sen inox nhá. Đấy. Bát sen inox này, đó. Bát sen inox nhá, bát sen inox lên đúng tên cho em nhá. Đó, bát sen inox. Giá của nó sẽ là 110k nhá. 110k cho bộ bát sen inox như này. Đó, 110.000 cho bộ bát sen inox như này. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Bao gồm cho bác là một bát này, một bát đẹp như này,
một bát đẹp như này không nhá. Đấy, Osaka Japan này, tất cả đều bằng inox hết nhá, đều bằng inox hết. Đó, một dây dài 1,5 m này. Một dây dài 1,5 m như này và một giá đỡ rất là ngon lành luôn. Giá cực tốt cho bác luôn. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ dây vòi xịt vệ sinh cao cấp nhá. Đó thì nó sẽ cũng bao gồm cho các bác là một dây như này, một dây dài 1,5 m này. Đấy, bộ sản phẩm của nó cũng là một dây dài 1,5 m, một đầu vòi xịt cũng đều là của hãng Osaka Japan nhá, một đầu vòi xịt và một giá đỡ luôn, cũng chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, đầu vòi xịt vệ sinh này, hàng của thương hiệu Osaka Japan con này. Đấy, Osaka Japan này. Đấy, đây con này. Đó, Osaka Japan con nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Và cũng dây dài 1,5 m như này nhá, dây dài 1,5 m như này các bạn. Đấy. Dây 1,5 m luôn các nhá, dây dài 1,5 m, dây chống rối. Dây dài này tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Có cả giá đỡ, cả giá đỡ, cả ốc vít cho bác luôn. Đây, đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn nhá, hàng cực kỳ chất lượng. Và giá thì bên shop gửi tới các bác giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 100k thôi một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác và cả giá đỡ cả ốc vít luôn, cả giá đỡ cả ốc vít như này nhá. Đấy, rất là đẹp này. Đấy, cái con giá đỡ này của nó cũng rất là chất lượng luôn đây. Giá đỡ của nó cũng bọc inox hết nhá, bọc inox hết, có cả ốc vít cho các bác này. Đây. Giá đỡ bọc inox này các bác này, rất là đẹp luôn nhá. Đây. Đấy các bác thấy không? Lắp vào cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy. Giá thì cực kỳ hạt rẻ một cái bộ vòi xịt vệ sinh như này bằng inox 304 nhá, Su 304 các bác nhá. Đấy. Su 304, hàng của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đấy, Osaka Japan, Su 304 cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là cả ốc vít này, cả con nở này. Đấy, giá đỡ này. Vòi của nó thì sẽ là cơ chế tự ngắt như này nhá, cơ chế tự ngắt như này. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ vòi xịt vệ sinh nhá. Đấy. Vòi xịt vệ sinh, giá sẽ là 100k. Đấy, có lên cho em là vòi xịt vệ sinh này, vòi xịt vệ sinh. Đấy, vòi xịt vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ vòi xịt vệ sinh như này, giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, có lên cho em là vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh. Giá sẽ là 100.000. Chọn bộ sản phẩm như này, chọn bộ sản phẩm như này gửi tới các bác nhá. Giá chỉ có 100k thôi. Rồi, ok. Đó là cái sen cây nhá, sen cây. Đấy, tất cả con này của nó đều là bằng inox 304 nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đây. Đây là cái củ của nó này. Cái củ này của nó thì đều là bằng, tất cả đều bằng inox 304 nhá. Chỉ có riêng cái phần hai cái bát này thôi này, hai cái bát này thì nó rất là mỏng này, cho nên là nó sẽ làm bằng bằng thép và nó mạ inox nhá. Đấy, con nguyên con củ này của nó là nó vào khoảng là đi 2,5 cân 2,6 cân các bác này. Đấy. Nguyên cái củ này của nó vào khoảng là 2,5 cân 2,6 cân nhá. Nguyên đưa anh cái biển đi. Cái củ này vào khoảng cái củ này vào khoảng 2,5 cân 2,6 cân các bác nhá. Đấy, 2,5 cân 2,6 cân cho một cái củ như này. Đấy. 2,5 cân 2,6 cân các bác nhá, cho một cái củ như này. Đấy, bây giờ thì lắp đặt vào thì các bác chỉ cần xoáy cái này vào đây này. Đấy. Xoáy cái này vào đây. Đấy, xoáy cho em cái xoáy con này vào đây này. Đấy. Xoáy cái này vào đây. Con này thì nó rất là dễ lắp đặt thôi. Các bác xoáy vào đây kia. Đó. Xoáy vào đây kia. Đó. Các bác xoáy cái này vào đây này. Sau đó thì đấy. Xoáy cái này vào đây là ok nhá. Sau đó thì các bác sẽ này. Cái này thì về các bác thợ điện nước thì họ làm nó rất là nhanh thôi, không có gì là phức tạp cả. Đấy, nó có gioăng rồi. Có gioăng cứ thế là xoáy vào thôi. Đấy, các bác xoáy vào cho em, sau đó thì mình sẽ cho, nói chung là thợ điện nước họ lắp đặt thì đơn giản thôi. Đấy, các bác kết nối cho em cái củ này vào cái cây này nhá, kết nối củ vào cái cây. Còn cái phần dây này thì các bác kết nối vào cái phần đáy này, như vậy là đã là xong nhá. Đó. Hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai nguồn nước nhá. Đây. Đấy, con này thì nó sẽ là nguồn nước xả này, con này là nguồn nước của sen tay này. Đấy, con này của nó sẽ là con sen tay nhá. Con sen tay nhỏ. Đây, chỉ có cái phần cái này là nó sẽ là phải là nó làm bằng bằng thép nhá. Đấy, tức là hai cái bát này nó sẽ làm bằng thép, tại vì là thép mạ inox, tại vì nó mỏng, còn lại là tất cả đều là bằng inox hết nhá. Các bác thử test 5 châm thoải mái luôn. Đấy, cái này có thể nâng lên tụt xuống này. Và cái này cũng có thể kéo dài ra được nhá. Đây, cái bát này của nó thì nó sẽ có tổng cho các bác là đi 64 cái đầu xả nước như này. Đấy, một con bát to nhá. 20-20 nhá. Bát này là 20-20, bát rất là to luôn. Đây, thân vòi này. Đấy. Đầy đủ cho bác luôn, dây dặn. Các thứ về các bác kết nối này, có cả ốc yếc để các bác. Ốc yếc để về các bác bắt nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy đây. Cái này thì các bác có thể điều chỉnh này, điều chỉnh ngoắt nhéo. Đấy, tạo góc, tạo yếc rất là ok luôn nhá. Đấy, đây. Một cái bộ sen cây hoàn chỉnh như này. Đấy. Đấy, có nóng có lạnh nhá. Và cái này các bác sẽ điều chỉnh cho em là 3 chế độ nước nhá. Đấy, đầu tiên là xả vòi cầm tay này, xả vòi hoa sen này và xả cái vòi này này. Đấy, đưa cái bút.
Các bác lên mã giúp cho em là sen cây nhá. Bộ này thì bên em bán cho các bác cái giá đó là 1.350.000. Đấy, lên cho em là sen cây này. Đấy, sen cây 1.350.000. Đấy. À, bao ship yêu cầu các bác là cọc trước 200 nhá. Đấy, cọc trước 200. Cọc 200k thì bên em mới đi hàng các bác nhá. Đấy. Cái này nó là quy định rồi, bắt buộc phải cọc rồi chứ không phải trình bày là mua nhiều hay mua ít thì cái này nó không quan trọng. Hay là khách quen hay khách lạ, tất cả đều phải cọc. Tại vì cái hàng này gửi đi nó rất là cồng kềnh, nó rất là mất nhiều tiền ship. Xong đến nơi các bác không lấy thì nó quăng quật thì nó vừa mất tiền ship và nó hỏng hàng các nhá. Đấy, cho nên là bên em quy định là phải cọc bên em mới gửi hàng. Giá thì sẽ là 1.350.000. Các bác cọc trước 200, còn lại thì nhận hàng sẽ là kiểm tra và thanh toán nốt hàng đúng như trên hình. Nguyên cái củ này vào khoảng 2,5 cân, 2,6 cân, hàng cực kỳ là nặng và đầm tay luôn. Đó, các cái số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ. Sản phẩm tiếp đây. Đấy. Đợt này thì hàng về số lượng cho bác và giá rất là tốt luôn. Đây, một con kéo cắt gà cực kỳ là sắc bén cho các bác luôn. Đó. Đây các bác nhá. Đó đây. Đấy, những cái dây bóng mỏng như này mà em vẫn cắt được các bác. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn. Đấy. Một con kéo cắt gà như này, hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, made in Germany nhá. Đấy. Made in Germany. Con này thì chức năng của nó, chức năng chính là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn nhá, rất sắc luôn. Hôm qua em quẹt tay qua cái là chảy máu luôn các bác này. Đấy. Cắt gà, cá, thực phẩm, thức ăn, nó có cái phần ngoàm như này. Có cái phần ngoàm như này các bác cắt rất là tiện luôn. Thứ hai là các bác dùng để đánh vảy cá này, đánh vảy cá này. Đấy, đánh vảy cá hoặc là làm cá rất là tiện luôn, có cái phần răng cưa đây. Thứ ba là các bác dùng để kẹp cua ghẹ này. Đấy, ăn cua ăn ghẹ các bác cho vào đây các bác kẹp cho em, rất là tiện. Đấy. Giá thì chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em là kéo gà Đức nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho một con kéo gà Đức như này. Giá cực kỳ là rẻ luôn các bác nhá. Giá này rất rẻ luôn. Bác nào mua từ 2 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. 2 cái là 200.000 bao ship. Đơn hàng bên em thì từ 200k trở lên đã là bao ship rồi. Bán giao lưu cho bác thôi chứ không lờ lãi gì tầm này nữa nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp này. Đấy, một con vòi sen quạt tăng áp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cũng chỉ có 100k thôi nhá. Chỉ có 100k cho con vòi sen quạt tăng áp này thôi. Con này rất tiện nhá. Con này đầu tiên thì ưu điểm của nó là tất cả của nó sẽ là bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Thứ nhất là có đóng ngắt trên tay này, có đóng ngắt trên tay. Thứ hai là có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này. Thứ ba là có cánh quạt giúp tăng áp lực nước này. Và các bác còn được tặng kèm một bộ dây, nó sẽ dài khoảng 1 mét nhá, dài 1 mét đến hơn 1 mét một chút các bác nhá. Đó. Cứ cho là dài khoảng 1 mét đi để về đỡ phải cãi nhau các bác nhá. Đấy. Cứ cho là 1 mét đi, có thể nó sẽ lên 1,2 mét các bác nhá. Đây. Bác chỉ cần xoáy vào này xong, sau đó thì về nhà các bác kết nối với cái nguồn nước của mình nhá. Đấy. Cái dây này của nó thì nó sẽ có cho các bác là dây bằng inox 304 nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, dây bằng inox 304 cực kỳ là đẹp luôn các bác này. Đấy. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Lên cho em là sen quạt nhá. Giá thì chỉ có 100k thôi. Đấy. Sen quạt này, đó, sen quạt. Đấy, sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp, giá này là 100k cho một cái đấy, 100k cho một cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đó, đây là cái sen của nó này. Đấy, nó chảy ra cái tia nước của nó sẽ xoáy hình thêu rất là đẹp luôn. Đó. Và giúp cho massage cơ thể rất là tốt. Đấy, em đang test cùng một cái nguồn nước nhá, mà cái con vòi thường thì nó rất là yếu, mà cho vào cái con tăng áp này nó xịt rất mạnh luôn. Đấy, cùng một nguồn nước các bác nhá. Các bác thấy chưa? Đấy, xịt rửa rồi tắm này, có cả lõi lọc cho bác luôn, có lõi lọc than hoạt tính này. Đấy, đầu lỗ thì bằng inox nhá, đầu lỗ là bằng inox. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy. Đây. Một cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Thì cho kết bạn Zalo xem luôn cho nó nhanh. Đấy. Tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy. Có cả lõi lọc cho các bác luôn. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước, đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k, lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho cái sen quạt tăng áp này. Rất là tiện để các bác sử dụng này. Đấy. Dây riếc rất là đẹp luôn này. Đấy. Giá rất rẻ luôn các bạn. Đấy, chỉ có 100.000 thôi. Hàng chất lượng và giá hợp lý cho bác luôn nhá. Lên cho em là sen quạt tăng áp các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị hôi hôi chân hôi nách các bác nhá. Đấy, hôi chân hôi nách. Bác nào hay bị hôi chân hôi nách kinh niên lâu năm thì dùng con này cho em. Cái này có phải hôi chân nách không? Bao nhiêu đấy? Hả? Lên cho em là hôi chân hôi nách nhá, giá của nó sẽ là 60k. Đấy. Hôi chân này, đó, hôi chân hôi nách. Đó. Giá của nó sẽ là 60k các bác nhá. Đó. Đấy, 60k. Đấy. Đấy thì giá của nó sẽ là 60k các bác nhá. Đây, nó là thuộc cái dạng là nước như này các bác này, thuộc dạng nước như này. Bác nào mà bị hôi chân hôi nách kinh niên lâu năm không khỏi
Dùng một lọ này là sẽ khỏi hết liệu trình cho em luôn. Đó, về các bác chỉ cần xoáy ra, các bác xịt vào cho em. Đấy, chuyên trị hôi chân hôi nách các bác nhá. Chuyên bị hôi chân hôi nách. Đấy, thì các bác cứ xịt cái này cho em. Giá thì chỉ có 60k cho một lọ này thôi. Hàng nội địa của Nhật, dùng cực kỳ là ngon luôn. Em cũng bán rất là nhiều, là có khách lấy cả chục lọ để cho đối tặng luôn các bác nhá. Đó. Của nó sẽ là 200ml. Đấy. Giá của nó sẽ là 60k. Lên mã giúp cho em là hôi chân hôi nách các bác nhá. Hôi chân hôi nách. Sản phẩm tiếp theo. Đó. Hàng rất đẹp các bác luôn. Dung tích cả vỏ của nó sẽ là 10 lít nhé. Hàng của thương hiệu Camel á, hàng thương hiệu Camel. Con này thì bên shop bán khá là nhiều đây các bạn. Đây các bạn nhá. Hàng thương hiệu Camel này. Đó. Dung tích cả vỏ của nó sẽ là 10 lít, nó sẽ có một cái công tắc này và một cái công tắc ở đây các bạn nhá. Đấy. Nó sẽ hai công tắc. Con này thì khi các bác sử dụng thì các bác có cắm thử điện thì các bác cũng phải bật cả hai công tắc này lên nhá thì điện nó mới lên. Đấy, nhiều bác lại cứ bật mỗi công tắc không bật cái hẹn giờ này thì nó cũng không lên đâu. Lưu ý các bác vậy. Và đây nó sẽ là đây, đấy, một cái lõi của nó đây này. Cái lõi này của nó thì các bác cho em cái phần giá đỡ này vào này. Đấy, cái giá đỡ này để nó dầu mỡ nó đọng xuống đây. Dầu mỡ nó đọng xuống đây các bác nhá. Đó. Và các bác chỉ cần sập vào này là xong. Đấy, sập vào như này cho em là xong. Rất là ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Con này thì công suất của nó sẽ là 1350W này. Đấy, 1350W nó sử dụng điện 200 đến 240V nhá. Đấy. Thì bên trong của nó sẽ là một cái dạng mai so như này. Đấy. Một cái dạng mai so như này nhá. Mai so và quạt gió này. Đấy, mai so và quạt gió này. Đấy. Các bác cắm thì chỉ có mấy phút là nó sẽ nóng luôn. Đấy, và có cái tỏa nhiệt đằng sau đây. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Camel của Nhật, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Giá thì rất là tốt cho các bác nhá. Đấy, một con nồi chiên không dầu chất lượng như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một nồi chiên không dầu chất lượng như này, giá của nó sẽ là đây. Các bác lên cho em là nồi chiên không dầu nhá, 10 lít cả vỏ, giá sẽ là 690.000. Bác nào chuyển khoản hết thì bên em sẽ tính cho bác giá 640 và bao ship. Còn nhận hàng thanh toán thì giá sẽ là 690k nhá. Lên cho em là nồi chiên không dầu đó nhá, nồi chiên không dầu. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết các bác nhá. Bộ khẩu 12 chi tiết. Hàng về số lượng và giá cũng cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là bộ khẩu 12 chi tiết thôi nhá. Đây. Bên em bán hàng thì không mặc cả nhá. Đấy, các bác lưu ý là đừng có mặc cả, nó phiền phức ra nó mất công. Đó. Thì em còn hai cái đèn pin này nữa này. Đấy, con này thì bên shop đang bán là 70.000, 70.000 cho một con đèn pin như này. Đấy, có đèn kèm dây sạc cho bác luôn. Đấy, đây các bác nhá. Đấy. Đèn kèm dây sạc như này, con này nó đang hết pin rồi. Về các bác sạc pin vào. Đang bán 70.000, thanh lý nốt cho bác với giá là 50.000 một chiếc này. Đấy, lên cho em là đèn vuông nhá, đèn vuông. Còn hai cái nữa, thanh lý nốt cho các bác với giá là 50k một chiếc này. Đó, chỉ có 50.000 cho một con đèn vuông này thôi. Lên mã giúp cho em là đèn vuông nhá, giá sẽ là 50k, em đang bán là 70-80.000 đấy. Còn hai con nữa thanh lý nốt. Hàng thì rất chất lượng cho bác luôn, lên cho em là đèn vuông, giá là 50k. Tiếp theo thì cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Bộ này bên em đang bán là 180.000. Hôm nay về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, giá sẽ là 160k cho một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này nhá. Đó, giá thanh lý cho bác giá cực tốt luôn. Đây, 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết thế này. Đấy. Bác nghe cái tiếng thép nó kêu là các bác biết rồi. Tất cả đều là thép mạ chrome hết nhá. Đấy. Đấy. Chrome vanadium các này, vanadium nhá. Một tay nối dài này và 10 đầu khẩu này. Đầu khẩu của nó sẽ là từ 8 đến 32 nhá. Đấy. Một tay nối dài 10 đầu khẩu, khẩu sẽ là từ 8 đến 32. Đấy, đây là bộ khẩu 1/2, đây là cái bộ mà phổ thông nhất trong các loại phổ thông. Để các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình, chỉ cần một bộ này thôi là các bác có thể sửa được cả một cái xe máy rồi nhá. Sửa được cả một cái xe máy rồi. Hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò luôn. Giá thì chỉ bằng 3 bát phở thôi nhá. Chỉ bằng 3 bát phở Hà Nội thôi. Đó, chỉ bằng hai suất gọi là bún bò thôi, hai suất gọi là bò bít tết thì các bác nhá. Đó, đây. Đấy, thì con này các bác có thể dùng tay nối dài hoặc dùng trực tiếp như này. Đấy, hàng mạ chrome, chất thép của nó sáng bóng đẹp luôn. Hàng chất lượng thôi, hàng chất lượng. Tay công này thì có vừa có xoáy nhanh vừa có đảo chiều luôn, vừa có xoáy nhanh vừa có đảo chiều luôn. Giá thì cực kỳ là tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ bộ khẩu 12 chi tiết, giá thì chỉ có 160.000 thôi. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Cho lên cho em là khẩu 12 chi tiết nhá, khẩu 12 chi tiết. Giá sẽ là 160k. Đấy, giá thanh lý cực kỳ tốt cho bác luôn. Hàng cực kỳ là đẹp và giá rất là tốt nhá. Lên cho em là khẩu 12 chi tiết này. Đó. Khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy. Chi tiết giá sẽ là 160k. 160k thì cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Giá rất tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tăm nước các bác nhá. Có lên cho em là tăm nước. Con này thì khi mà các bác ăn uống xong thì mình dùng để mình xỉa răng.
Đấy, xỉa răng bằng nước, gọi là nó gọi là tam nước này. Này nó rất là tiện luôn. Đấy đây, nó sẽ có cho các bác là một cái đầu nhọn này để mình sửa vào các khe này, một cái đầu này để các bác xỉa vào lợi này, đầu này thì vệ sinh lưỡi này, và đầu này thì để các bác trà răng nhá. Đấy, nó sẽ có bốn cái đầu như mô phỏng như này. Và đây là cái bộ sản phẩm này. Con này thì về các bác cho nước vào nhá. Đấy, cho nước vào đây cho em. Đấy, cho nước vào sau đó thì mình bật lên. Đấy, nó bơm rất là mạnh luôn nhá. Bơm rất là mạnh luôn. Đó. Đây, các bác chỉ cần là nó sẽ có rất nhiều chế độ và các bác chỉ cần xoáy này cho nước vào đây cho em là xong. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là tam nước nhá. Tam nước đây, nó sẽ có các cái đầu tam như này, về nhà các bác lắp vào cái đầu này cho em. Và có dây sạc cho bác đây nhá, có dây sạc đây. Lên cho em là tam nước, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tam nước nhá, giá sẽ là 170.000 cái bộ tam nước như này. Con này các bác dùng để xỉa răng nó rất là tốt luôn. Bác nào đang bị đau lợi, viêm lợi rồi chảy máu chân răng rồi sử dụng tam nhiều bị doãn chân răng rồi các kiểu, con này đều là đỡ hết luôn nhá. Đấy, lên cho em là tam nước nhá. Đấy, tam nước giá sẽ là 170.000, 170k cho cái bộ tam nước như này. Lên cho em là tam nước, giá sẽ là 170.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có hai màu cho các bác, đó là màu cam và màu xanh, cho nên bên shop lên cho các bác là vòi cam xanh. Con này thì bên em đang bán là 100k. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50k thôi. Đấy, còn một ít nữa. Đấy, về cho bác giá rất là tốt luôn, 50k cho một con vòi cam xanh như này nhá. Đấy, nó cũng chia ra cho là các bác làm hai đường nước. Đấy, một đường đây, một đường này, một đường này, hai đường nước như này, tùy theo các bác muốn sử dụng đường nào thì sử dụng. Hai màu, màu cam và màu xanh. Đây, mỗi đường nước thì nó sẽ là một van khóa như này nhá. Đấy, lên trên là vòi cam xanh nhá, vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 50k cho một con vòi cam xanh thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Các bác lên trên là vòi cam xanh. Đấy. Tất cả đây nó đều có đầu xoáy gen hết này. Đầu gen xoáy này rất là tiện luôn nhá. Đấy, để các bác xoáy gen vào hoặc kết nối các với cái nguồn nước khác, các cái đầu vòi khác cũng rất là ok. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh. Giá sẽ là cái vòi cam xanh như này giá sẽ là 50k, giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt gà hàng nội địa của Nhật nhá, hàng made in Japan luôn. Đấy, kéo cắt gà hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan. Con này thì nó sẽ là hàng siêu khủng cho bác luôn. Hàng này hàng là rất là to đó, rất là to không nhá. Đấy, thì bên em có hai dòng, một dòng kéo của Nhật và dòng kéo của Đức. Thì dòng này là kéo của Nhật nhá, kéo cắt gà của Nhật, hàng made in Japan đây. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá đó là 100 mấy nhỉ. Con này cắt rất là sắc luôn con này. Đấy, cắt rất sắc luôn nhá. Đấy, rất là ngon luôn con này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng đa di năng. Thứ nhất thì các bác có cái phần ngoàm này để các bác cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Đấy, thứ hai là các bác dùng để các bác đánh vảy cá làm cá này. Thứ ba thì các bác dùng để kẹp cua ghẹ và mở nắp chai này. Đó, kẹp cua ghẹ mở nắp chai đó. Giá thì đang bán là 150k. Đấy, con này đang bán là 200. Đợt này về cho bác giá chỉ còn 150k thôi. Lên cho em là kéo gà Nhật nhá. Kéo gà Nhật giá sẽ là 150 cành. 150 cành cho một con kéo gà Nhật như này. Đấy, giá của nó sẽ là 150k nhá. Bên em có kéo gà Đức. Kéo gà Đức thì chỉ có 90.000 thôi. Kéo gà Nhật sẽ là 150k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng nhá. Kem đánh răng thì bên shop về cho các bác hai mẫu, một mẫu là của Hàn Quốc này. Đấy, dòng của Hàn Quốc này thì nó sẽ là giúp cho các bác là chuyên làm trắng răng nhá. Đấy, con này thì gọi là chuyên làm trắng răng, chỉ tỷ lệ là trắng răng là lên tới 93% nhá. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Đó. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Hàn Quốc đây. Đấy. Hàng nội địa của Hàn Quốc con này, đây. Made in Korea nhá, made in Korea. Đây, hàng nội địa của Hàn Quốc nhá, made in Korea. Con này của nó thì nó sẽ là một cái hàng mà nó sản xuất theo cái kiểu là nó sẽ không có niêm phong đâu nhá, không có niêm phong đâu, nó sẽ là trực tiếp kem ra như này luôn các bác này. Đấy. Kem nó sẽ ra trực tiếp như này và không có niêm phong nhá. Lưu ý các bác vậy, không đến lúc các bác nhận hàng các bác bảo là sao cái hộp kem của tôi nó lại bị mất cái niêm phong, thì các bác lưu ý như vậy. Đấy, ra trong. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93% nhá. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng là lên tới 93%. Hàng made in Korea. Đây. Đấy. Made in Korea con này. Đây. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, 120g. Đấy, và made in Korea nhá, hàng của Hàn Quốc. Lên theo là kem đánh răng Hàn Quốc, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Nó sẽ là 50k nhá, 50k. Tiếp theo thì bên shop có về cái kem đánh răng của Nhật đây. Đấy. Có lên theo là kem đánh răng Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là
70.000 nhá. 70.000 cho một cái hộp kem đánh răng Hàn Quốc như này. Đó. Đấy, à kem đánh răng Nhật như này. Đây. Con này cũng là hàng made in Japan luôn đây. Đấy, chữ này của nó sẽ là chữ made in Japan này con này. Đấy, made in Japan. Đấy, và 170g nhá. Về nhà các bác cứ đưa vào dịch các Google dịch các bác dịch ra là nó sẽ ra chữ đấy là chữ made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Con này thì tác dụng của nó là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đây, có cái màu hồng các bác này. Chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng nhá. Đấy. Con này thì thị phần bán của nó sẽ là số 1 trên thị trường của Nhật Bản luôn. Đó. Tác dụng của nó là chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Đây, đấy. Giá thì con này giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k nhá. 70k. Đó. 70k nhá. Lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một típ như này. Đấy. Con này thì nó cũng là hàng không có niêm phong nhá, hàng không có niêm phong, nó sẽ như này thôi các bác này. Đấy, hàng không có niêm phong. Đấy các bác lưu ý cho em, không đến lúc về các bác lại bảo là sao lại không có niêm phong thì nó mất công. Đấy, con này thì chuyên chống viêm níu, viêm lợi, đau lợi và chảy máu chân răng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là kem đánh răng Nhật nhá. Giá sẽ là 70k một típ như này. Đấy, của Hàn thì sẽ rẻ hơn. Nhưng mà thì nó sẽ đắt hơn một chút nhưng mà cái dung lượng của nó sẽ nhiều hơn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con hút bụi. Các bác lên cho em là cái con tròn này nó hút bụi gạo à? Hả? Phương? Dạ. Con tròn này nó hút bụi gạo à? Các bác lên cho em là hút bụi gạo nhá. Giá của nó sẽ là 200 mấy. Lên cho em là hút bụi gạo này. Đó. Hút bụi gạo. Giá của nó sẽ là 250k và bao ship nhá. 250k và bao ship cho cái hút bụi gạo như này. Giá sẽ là 250.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một bên là hút bụi và một bên là hút thảm nhá, hút thảm, hút giường, hút gọi là hút thảm giường hoặc là các cái salon đây các nhá. Đây, có lắp ở đây cho em, lắp ở đây. Và đây nó sẽ có một cái đầu đầu như này. Đấy, cái đầu này để có hút này. Đó. Con này thì nó khá là khỏe luôn nhá, khá là khỏe luôn. Đó. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn mà các bác có thể sạc pin ở cái đít này. Sạc pin ở cái đít này nhá. Bên em sẽ tặng kèm các bác cái dây này về các bác cắm ở cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, qua đây. Đấy. Cắm ở củ sạc điện thoại nhà mình. Con này thì nó hút khá là khỏe luôn. Đây. Đấy, em sẽ hút cho các bác xem cái hút cái biển này. Đấy. Đặt phát hút cái biển lên luôn các bác. Rất là tiện dụng luôn các nhá. Rất tiện dụng luôn. Đó. Đây các bác nhá, nó rất là khỏe luôn này. Đây em hút cái điện thoại này cho các bác xem này. Đó, đấy. Cả một cái điện thoại này nó còn hút được các nhá. Đấy, rất là khỏe luôn. Các bác thấy không? Đấy. Cả một cái điện thoại này nó còn hút được con này. Rất là khỏe luôn nhá. Đó. Rất là khỏe luôn. Đấy. Cả một cái điện thoại như này nó còn hút được con này. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy các bác thấy không? Đó. Ngoài ra thì con này nó sẽ có cái tính năng là hút ở cái thảm nhá. Hút thảm này. Đây, thảm ở trên giường hoặc là trên các cái đồ vật của các bác nhá. Đấy. Đây. Hút trên thảm trên đây. Các bác xoáy cái lẫy này vào cho em này. Đấy, sau đó thì các bác sẽ hút thảm salon hoặc ghế sofa các thứ này và nó sẽ có cả cái tính năng là đèn hồng ngoại luôn. Đấy. Các bác đẩy như này nhá. Thì nó sẽ có một cái đèn hồng ngoại như này. Đấy, cái đèn tia cực tím như này là nó sẽ diệt khuẩn cho các bác luôn nhá. Vừa hút vừa diệt khuẩn luôn, rất là an toàn nhá. Đấy, đây. Giá thì cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó, tia cực tím như này các bác này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con hút bụi gạo như này. Giá của nó sẽ là 250.000. Con này thì lưu ý các bác khi lắp thì nó có cái lẫy đây nhá. Các bác cho đúng vào cái lẫy này cho em này. Đây nó có cái lẫy này. Đấy cái đường chỉ kẻ này này. Đấy có cái đường kẻ như này các bác lắp đúng vào cái rãnh này cho em. Là nó sập vào là nó sẽ ăn luôn các nhá. Đấy, đây. Bật phát lên luôn này. Đấy. Khi tháo ra thì các bác chỉ cần giật thẳng như này sẽ ra. Đó. Rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên cho em là hút bụi gạo nhá. Đấy. Hút bụi gạo nhá. Giá của nó sẽ là 250.000 cho một con hút bụi gạo như này. Chọn bộ đầy đủ như này cho các bác luôn. Đấy. Lên cho em hút bụi gạo giá sẽ là 250k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái một con dao này các bác này. Đấy. Con này có lên cho em là dao gọt thai nhá. Gọt thai. Con này thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó, lên cho em là gọt thai. Rất sắc luôn. Giá thì chỉ có 80.000 một con gọt thai như này. Con này thì hàng của thương hiệu Wattbo nhá. Wattbo Japan con này em test thử cho bác xem luôn. Đó. Dọc giấy bóng vào như này là các bác biết rồi. Đấy. Hàng phải rất là bén thì mới dọc giấy bóng như này nhá. Đó, rất là sắc luôn. Đấy con em. Rất sắc bén luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn thôi nhá. Đấy. Một con dao như này. Giá thì chỉ có 80k thôi. Đấy. Hàng bằng thép hết này.
bằng thép hết, Japan quá nhá, nó quát bồ này. Đấy, lên cho em là gọt 2 nhá, lên cho em là gọt 2, giá là sẽ là đấy, lên cho em là gọt 2 nhá. Đấy, gọt 2 này, giá sẽ là 80k nhá, 80k cho con gọt 2 như này, 80k cho con gọt 2 như này các nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn về cho các bác cái lô loa gỗ, loa điện tử rất là đẹp luôn. Đó, cho to hết cỡ đây. Cho anh đi biển đây này. Zimiki, cho cái loại Zimiki cho nó mạnh. Tình nồng thấm xuyên. Đấy các bác thấy không? Đó, âm thanh cực kỳ là hay nhá, chất lượng âm rất là tốt nhá. Con này thì nó sẽ có cả tính năng sạc ra cho sạc nhanh cho điện thoại, nhưng mà sạc nhanh thì các bác phải cắm sạc vào nhá. Còn bình thường thì chỉ để nghe nhạc thôi. Đấy, nó là một cái dạng loa chữ G rất là đẹp này. Đấy được rồi, được rồi. Đấy các bác thấy không? Đấy, âm thanh rất là hay các bác nhá. Đó. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, chất âm của nó cực kỳ hay luôn các bạn. Âm thanh ánh sáng cực kỳ là sắc nét luôn. Chiều dài và chiều cao của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 20cm nhá. Chiều rộng khoảng trên 20cm. Nó sẽ là hình chữ G như này, rất đẹp các bạn. Đấy bạn thấy không, chất âm của nó thì cực kỳ là hay luôn. Chống oánh rất chắc các bạn nhá. Đó. Loa của nó thì nó sẽ có hai con hai mặt luôn nhá. Đấy. Chất âm cực kỳ là đàm thắm luôn các bạn nhá. Đấy các bạn thấy không? Cực kỳ là hay luôn. Đấy, âm thanh rất là sắc nét và nghe rất là đã. Đây là nó lại có 7 màu nữa. Khi các bác bật nguồn thì bật cho em cả cái nút này và cả nút này nhá, hai nút đầu tiên này nhá. Hai nút đầu tiên này nhá. Chất âm cực kỳ là hay luôn các bạn. Rất hay các bạn nhá. Đó. Chất âm cực kỳ làm thám luôn. Đấy, đập cực chắc nha, các bác có thể dùng tính năng sạc nhanh nha. Nếu sạc nhanh thì các bác phải cắm sạc pin vào cho em nhá. Đó. Rồi ok. Đấy, nếu các bác dùng tính năng sạc nhanh thì các bác phải cắm sạc vào cho em nhá. Còn bình thường thì nó chỉ sử dụng để nghe nhạc được thôi. Còn nó có tính năng sạc nhanh, nhưng mà muốn sạc nhanh ấy, các bác phải cắm dây sạc vào. Đấy, con này thì khi các bác bật nguồn thì nó sẽ là có hai phím này, một phím này là phím đèn này. Đấy, phím này là phím đèn này và phím này là phím nguồn này. Hai phím nha các bác, phải bật hai phím liên tục thì mới được nhá. Đấy, chứ còn bật một phím thì nó sẽ không ăn đâu. Đấy, phím này phím đèn, phím này phím nguồn đây. Đây, thì em sẽ bật cho các bác xem nhá. Đây, bật đèn trước này. Đó, bật đèn này. Đó thì sau đó thì các bác bật cái phím nguồn này lên nhá để kết nối này. Đấy, nó phải lên cái chữ là Bluetooth mail mới được. Đấy, sau đó thì các bác kết nối thôi. Đấy, ở đằng sau này thì nó sẽ có cho các bác là hai mặt này. Một mặt đằng sau này, mỗi mặt một loa nhá. Mặt đằng sau này thì sẽ có là một chân sạc này, cắm USB này và cắm thẻ nhớ này. Đấy, và các bác sẽ có một jack, một lỗ jack 3.5 nữa nhá. Một lỗ jack 3.5 nữa. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Anh em các bác mua hàng có thể liên hệ nhá. Lên cho em là loa chữ G nhá, giá của nó sẽ. Các bác lên cho em là loa chữ G nhá, loa chữ G. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá, 260.000 và bao ship. Lên mã cho em là loa chữ G.